Dạ không. Rồi đầu video xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay vợ mình cho ăn một món rất là nhỏ xíu. Anh quay rất là nhiều con. Nè. Đã đúng rồi. Rất nhiều con. Lột cho nó nhỏ quá, bắt xào qua xào lại là nó chín rồi, cho nó ngọt. Xào qua xào lại để gọi là cái gì ta? Lột cái nó hết ngọt rồi. Xào qua xào lại gọi là gan hả? Như gan vậy, nhưng mà mình không có cho nó khô. Nó vừa chín tới là được rồi, nó mềm, nó ngọt. Này có hai khứa cá cha sông, cái thịt nó nè, tới bụng luôn, mỡ nó ít. Con này bự quá, vợ mình mua có hai khứa. Cái món đặc biệt hôm nay đó chính là tèn đen. Mỡ vàng. Đó chính là mắm cá lóc, chân thịt ba gọi. Bữa nay nấu một món rất là đặc trưng của miền Tây, chính là món nải. Ngày xưa người ta có câu đốt đốt đi tìm. Đèn pin nó có mà nó hiếm, pin nó cũng mắc. Quên hỏi lên tới đây cái nó tắt cái gì đâu, quèo. Rồi nó văng vô rồi. Bây giờ đâu còn đốt đuốc nữa. Hồi đó bó gom thì cuộn bó lại thành cái gui đó. Xong rồi cái đốt. Đốt sáng sáng vậy đó là đi. Khi nó cháy lên nó cái luồng khí nóng nó bắt đầu nó luồn qua cái ống khói á. Rồi bắt đầu nó mới hút khói, là ở phía ngoài nó mới không có khói. Em chụm sao mà khói lên bựng bựng như vậy? Không biết luôn. Em thấy khói nó có lên trên không? Có. Chắc chụm ba cái cây củ như nhỏ thì nó dội ra. Bán hậu là chụm củ bự lên. Nhưng mà bên đây nó đâu có dội đâu. Bên đó nó thông hơn bên đây mà kìa. Cái cây mai khô nè. Cái cây mai mà mình chặt cây mận vô mình làm cây mai giờ chùm củi luôn. Cái củi giờ mình đút vô cạn quá cho nên khói nó táp ra ngoài. Tại vì cái bếp bự này phải đút vô từ giữa lò
chứ mà đút cạn cạn ở ngoài nó khói nó đâu có hút qua cái khói mạnh được. Đây là cái chảo cá kho đang kho trên bếp ga liu riu nè, hai khứa cá quá chụp bự luôn. Có bạn nào muốn ăn nhãn không? Hôm qua đi qua nhà bác ăn cũng dư thèm luôn. Nhưng mà bên kia là nhãn khác, ở mình là nhãn khác. Nhãn ở nhà là nhãn lông, nó rất là thơm. Cơm nó mỏng nhưng mà nó rất là thơm. Cá em kho không bỏ hành, bỏ tiêu hả? Nãy ớt rồi. Nguyên ăn mà đâu bỏ hành gì. Không bỏ tiêu. Ủa anh bích lỗ chi anh? Bích lỗ cho củi nó cháy chậm lại. Cái lỗ gió để dành múc ba cái cho ra đó. Để rộng quá thì nó cũng hút gió vô nhiều thì củi nó cháy nhanh. Hôm nay chậm bếp củi ngồi cháy ngoại. Nói nghe bỏ xuống liền. Ngại quá. Không biết phải chậm đá rồi. Không nóng không khói. Đây là bông súng, giá, hẹ, với lại bông điên điển. Người khác sao em biết chứ em thì trộn lộn vậy đó ăn nó ngon, chứ bông điên điển nhiều quá, ăn khó ăn quá. Nó hơi nhẵn nhẵn. Nó hơi nhẵn nhẵn. Vậy làm tí nước mắm chua ngọt để trộn vô gỏi. Cái lòng chảo nó mới sát vô cái miệng lò cho nên là mình bỏ cho để cho nó đừng có xì khói lên. Hồi đó nhà ở quê mà không có gì ăn, mua miếng cá lóc về chưng vô cái chén bỏ vô nồi cơm á, sau nấu xong nồi cơm là có món cá lóc chưng ăn luôn, nó mặn mặn, ăn chút xíu à đỡ tốn cơm, chấm rau rồi vô. Trời, chiến mưa đang kịnh hết rồi. Trời mưa ăn mắm chưng với gỏi điên điển còn gì bằng nữa. Toàn là đặc sản miền quê. Các bạn nhìn thấy cái hình thôi là nó đã thơm phức rồi đó. Canh này em nấu canh gì á? Canh cải dúc. Nấu với miếng thịt bằm. Tại vì gỏi nguyên ăn không được, nấu miếng canh. Có canh hấp luôn. Hôm nay anh thấy thao rau bự lắm mà. Chừa lại rồi, ăn nhiêu trộn nhiêu thôi. Chiều ăn trộn nữa.
Bón ít vô đây hơn ít hền để lên mặt. Nhục dâm. Ngon quá. Ăn với mắm mà ha, mắm chưng đó ha. Đói bụng tới rồi đó. Rồi mời các bạn dùng cơm. Ăn món này tép mà hên để rau, chứ cắt rau không biết sao gấp dính. Phải lấy cái muỗng. Hương vị quê, hương vị đồng quê, ăn bông linh dị ha, phép trong bông viên điện đập cá mỡ là tròn quyền bông viên điện yên bình mới chống xưa mình bệnh là tốt có khoái. Giờ đây với mẹ thương cha. Hù hù hù. Dạ con với mẹ. Còn sao nữa tao quên rồi. Giờ đây với mẹ thương cha. Ở xa nơi chốn bưng biển. Cái gì đó. Ăn bông liền biển. Ăn bông liền biển. Như mình nhớ rất quên. Ăn mấy đồng gà. Thôi chị bà vậy khóc. Chị bà ngày gì bà khóc. Sao khóc? Nguyên Thảo lấy chồng gần á, về cha về mẹ hoài á vui. Ở xa khó mà về đúng rồi, con cái nó đi học có dịp tết à, đám giỗ đám cưới rồi nó có về. Lấy cho cái chén nguyên. Dạ. Cái bài đó, cái bài gì vậy? Cái nói vậy? Lấy cho cái chén. Cái bài gì? Bạn gái 12 bánh nước giọng cổ hả? Dạ. Quê cha nhớ mẹ ngọt buồn hoa xa. Bạn con gái của mẹ. Con gái của mẹ. Con gái của mẹ, con gái của cha. Để tầm tuổi hôm qua. Mắm ớt luôn. Cua đã thơm này ngon. Mình bỏ nước thêm nó mặn. Mà nhỏ con không dám bỏ một miếng đường luôn. Trao đường ngọt. Còn ngọt. Bây giờ có đường vô. Wow. Một là bỏ muối, một là nó mặn, hai là nó ngọt, nó lâu hư. Cái mặn nó lâu hư. Mà nó thơm chứ. Giờ anh đang hết ăn mặn. Hết hay là mặn. Cà kì quá.
con bé mình bông. Con bé mình bông. Con bé mình hồng. Cây cây thuốc. Mấy người phố đồng. Em bé ơi đừng khóc nữa. Em bé đừng khóc nữa. Nói thường đậm tới cái cầu nữa mà. Thật ngọt ra ăn đi. Sau khi ăn cơm thì có được trái mít. Trái mít bé bé con. Muối cũng nhiều quá đó. Mít Thái. Rồi thấy trái nhỏ mà muối cũng nhiều dữ ha. Muối cũng bự quá nè. Rồi em cắt ra vậy đi. Thường mấy trái này mít cùi bự lắm. Mít Thái. Ăn mít thôi. Mít này nó khô cơm, nó giòn, nó ngọt. Cái muối đó hay cơm không? Cái tức mặn hả? Mà dày cơm hả? Cái tôi lại tôi cho mày. Sao mà hay vậy? Mày đừng có hí hí. Còn mày nó hí hí rồi đó. Thôi giờ lọt luôn đi để em hỏi không? Mấy con dị bu. Ngọt quá ha. Rắc rồi, không phải mày rồi. Cho nó tự lột. Ngon. Ngon nha. Ngon không? Ngon không? Ngon ha. Ha.
Du không thấy mít á. Du không? Ừ. Mít cho nó ăn rồi. Ừ. Thấy trái cây. Cái này lột heo lắm à. Lột là phải heo rồi. Mấy cái nửa nửa thì ăn, còn mấy cái nguyên thì bỏ tô. Tính là bé Quyền nó không ăn mít chứ. Tại mít kia là nó mềm. Đâu để lâu ăn được. Nhưng mà cái vị có cái mùi mít này nó không thơm bằng mít kia. Dĩ nhiên. Dạ, nó rút ra miếng nữa. Rút gì vậy? Mít này để ăn được. Lâu ăn được. Mít kia để ăn bữa ăn tầm đẹp mà. Thấy mít. Rồi video của mình kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn và mọi người vào video sau nhé. Trời ui ui nó lên nó sưởi ấm.